Thủ tướng Singapore đứng hình khi lần đầu thưởng thức món ăn sinh viên Việt Nam, mở ngay ở Sing cho tôi. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, người Việt rất coi trọng việc ăn uống, coi đó như một phần quan trọng trong cuộc sống gia đình và xã hội. Bởi vậy, nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam rất đa dạng, phong phú và nổi tiếng toàn cầu. Chính vì điều đó, bất cứ người nước ngoài nào khi đến Việt Nam cũng không thể bỏ qua việc thưởng thức những món ăn của người Việt và các nguyên thủ các nước cũng không phải ngoại lệ. Cựu Tổng thống Mỹ Obama đến với Việt Nam năm 2016, ông đã cùng đạo diễn Anthony Bourdain ngồi thưởng thức bún chả một cách ngon lành tại một quán ăn nhỏ ở Hà Nội. Hay Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến du lịch năm 2017 đã thử các món như nem rán, bún chả và phở tại nhà hàng Làng Văn ở Hà Nội. Thủ tướng Australia tấm tắc khen bánh mì Đà Nẵng và mới đây nhất Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu Nhân trong chuyến công du đặc biệt đến Việt Nam. Tại đây, ông và Phu Nhân đã có dịp trải nghiệm bữa ăn trưa đậm chất Việt cùng sinh viên Việt Nam. Một bữa cơm giản dị nhưng chắc chắn khiến ông ăn một lần mà phải nhớ mãi. Vậy món ăn đó là gì? Có gì đặc biệt mà khiến vị thủ tướng phải say mê để rồi kêu gọi cả thế giới đến nhanh mà thưởng thức vậy? Cùng mình tìm hiểu trong phần còn lại của video nhé! Thưa các bạn, mới đây Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cùng Phu Nhân đến Đại học Quốc gia Hà Nội giao lưu và ăn trưa cùng sinh viên ngay tại căng tin của trường. Nghe tin được Thủ tướng ghé thăm, căng tin Đại học Quốc gia Hà Nội đã vui mừng tất bật chuẩn bị một bữa ăn trưa đặc biệt với các món ăn truyền thống của Việt Nam như bánh cuốn chả, bún thang, nem Hà Nội, cốm và chuối ngự. Anh Ngô Văn Tùng, quản lý căng tin Đại học Quốc gia Hà Nội đã cho biết, mất 3 ngày để chuẩn bị bữa trưa đặc biệt này, từ việc lên thực đơn, nhập thực phẩm đến khâu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong bữa ăn, sinh viên đã giới thiệu với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Phu Nhân nét đẹp ẩm thực, những giá trị văn hóa của Việt Nam qua các món ăn. Thủ tướng Singapore và Thủ tướng Phạm Minh Chính rất thích món bún thang. Ông và Phu Nhân cũng thử hầu hết các món ăn ở căng tin hôm nay. Đặc biệt, Thủ tướng Singapore cũng hỏi han về cuộc sống của sinh viên về nhà trường. Ông khen bún thang ngon và nhiều người vui vẻ nhắc đến món bánh chưng của Việt Nam trong bữa trưa. Ông nói, bún thang là món ăn tôi ấn tượng nhất trong chuyến trở lại Việt Nam, món ăn đậm đà và rất hợp khẩu vị. Cùng có mặt tại bữa trưa tại căng tin hôm nay, Vũ Thúy Ngân, sinh viên ngành kinh doanh quốc tế, trường quốc tế, nói được ngồi ăn trưa cùng Thủ tướng Việt Nam và Singapore là trải nghiệm đáng nhớ. Ngân kể ban đầu em nghĩ không khí bữa ăn sẽ có chút trầm nhưng thực tế lại rất hào hứng, các bác rất thân thiện, mọi thứ ngoài tưởng tượng của em, Ngân nói. Nữ sinh còn được trò chuyện với Bộ trưởng Bộ Nhân lực Singapore, dù chỉ là chào hỏi thân mật, Ngân cảm thấy may mắn khi có cơ hội này. Ấn tượng của em với hai thủ tướng là sự gần gũi, ấm áp, các bác giản dị, gần gũi, lắng nghe, thậm chí còn chụp ảnh, selfie, tự chụp ảnh chân dung với chúng em. Trần Đỗ Bảo Khánh, sinh viên năm 2 trường quốc tế cho hay, thực sự có một điều rất thú vị là nguyên thủ nào đến Việt Nam cũng dành sự ưu ái đặc biệt cho những tô bún. Công chúa Thụy Điển cũng từng say mê với tô bún bò full topping, Tổng thống Mỹ thì phát cuồng với bún chả Hà Nội, bây giờ Thủ tướng Singapore là ấn tượng nhất với bún thang. Cũng phải thôi, bởi ngay cái nhìn đầu tiên, tô bún thang đã khiến ai ai cũng phải trầm trồ vì sự đầy đặn và thơm ngon của nó. Nhìn tô bún đầy màu sắc, từng được ví như bún ngũ vị, thật khiến cho thực khách phát thèm. Ai là người con thủ đô chắc cũng chẳng xa lạ gì với bún thang. Bún thang thường được làm bằng tôm khô, thịt gà xé phay, giò lụa, trứng rán, củ cải dầm, trứng muối và không thể thiếu được những sợi bún bóng mịn, trắng phau. Cùng với đó là nước dùng đậm đà, ngon đặc trưng được làm từ xương gà hoặc xương lợn và tôm he ninh nhừ sau nhiều giờ. Giữa bát là khoanh trứng muối màu vàng sẫm, xung quanh là trứng gà rán, giò lụa hồng đào, thịt gà trắng và da gà vàng ươm được xếp cạnh nhau, xen kẽ là nấm hương, ruốc tôm đỏ tươi. Trên cùng là lớp hành, rau thơm rải đều và lát ớt đỏ đầy hấp dẫn. Một thành phần quyết định quan trọng tới độ ngon và thanh của bún thang đó là nước dùng. Nước dùng chính là phần cốt lõi và linh hồn của bún thang Hà Nội. Nước dùng phải thật thanh và đủ vị sẽ khiến cho món ăn trở nên đặc sắc và bắt vị hơn bao giờ hết. Bảo sao mà Thủ tướng Singapore lại khen hết lời như vậy. Chứng kiến vị Thủ tướng đáng kính thưởng thức món ăn Việt Nam được người Việt Nam chào đón nồng hậu như vậy, người Singapore đã đăng tải những hình ảnh, video lên mạng xã hội. Nhiều đài truyền hình Singapore đã dành lời cảm ơn đến Việt Nam vì sự thân thiện, hiếu khách. Bên dưới, rất nhiều người bạn Singapore đã rất thích thú trước chuyến thăm này của Thủ tướng và nhất là trải nghiệm ẩm thực của Thủ tướng. Họ để lại những trải nghiệm rất thú vị, chúng ta hãy cùng xem một vòng bình luận nhé. Cảm ơn Việt Nam vì đã dành tình cảm đặc biệt cho Thủ tướng của chúng tôi. Thật tuyệt nếu tôi được thưởng thức những món ăn này. Tôi yêu mọi thứ của Việt Nam, kể cả văn hóa và ẩm thực cùng tính cách của con người. Chúng ta tốt nhất nên đầu tư doanh nghiệp lớn ở Việt Nam hơn là Trung Quốc. Cảm ơn Việt Nam vì những món ăn ngon dành cho Thủ tướng của tôi. Đã đến lúc Singapore kêu gọi Trung Quốc
tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông và không can thiệp vào chủ quyền Việt Nam. Ở Việt Nam có rất nhiều loại bún phở khác nhau và nước này từng đạt kỷ lục các loại bún. Nếu thưởng thức mỗi ngày mỗi loại bún, có thể ăn cả tuần vẫn chưa hết món, thật thú vị. Ai đó hãy xem thêm những nhà hàng Việt Nam ở Singapore, nên ẩm thực của các bạn rất ấn tượng, tôi muốn được thưởng thức nó. Có thể thấy rằng các bạn Singapore rất yêu quý Việt Nam và không tiếc những lời khen có cánh cho nền ẩm thực của chúng ta. Còn vui hơn nữa khi nhiều người tỏ ý ủng hộ Việt Nam về chủ quyền trên Biển Đông. Cũng dễ hiểu thôi vì mối quan hệ giữa Việt Nam và Singapore từ xa xưa đến nay luôn gắn bó và thân mật như vậy. Đây là chuyến thăm thứ 5 của ông Lý Hiển Long tới Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, cũng là hoạt động trong chuỗi sự kiện mà hai bên tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Trước đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm Singapore hồi tháng 2 và cũng được đón tiếp không kém phần long trọng. Đáp lại tình cảm của nước bạn, khi Thủ tướng Lý Hiển Long đến Việt Nam, ông cũng nhận được rất nhiều sự tôn trọng từ người Việt. Được biết vài giờ sau khi tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức tới Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đã dạo bộ quanh Hồ Gươm. Tại đây ông rất vui vẻ đi bộ tham quan các điểm nổi tiếng như cầu Thây Húc, đền Ngọc Sơn. Không những vậy, vị thủ tướng này còn dùng điện thoại quay lại hết những cảnh đẹp nơi đây và vẫy tay chào người dân Hà Nội. Phải nói rằng trên thế giới, rất hiếm có quốc gia nào khi đến Việt Nam lại đi dạo như nhà của mình, nói chuyện chào hỏi người dân như khi ở Việt Nam. Một chữ an toàn đến kinh ngạc ở giải đất hình chữ S khiến Việt Nam luôn nhận được sự ưu ái từ các quốc gia trên thế giới. Trở lại với chuyến thăm của Thủ tướng Singapore tới Hà Nội chiều tối 27 tháng 8. Chuyến thăm chính thức Việt Nam của ông được coi là điểm nhấn khi hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Việt Nam và Singapore thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược năm 2013. Singapore là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam ở khu vực. Hai nước luôn nằm trong nhóm 15 đối tác thương mại lớn nhất của nhau, trong đó Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của Singapore và Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 15 của Việt Nam. Tại hội đàm sáng 28 tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long nhất trí xem xét khả năng nâng cấp quan hệ song phương. Theo đó, trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa hai nước trong những năm gần đây đã mở rộng thực chất, hai nhà lãnh đạo nhất trí xem xét khả năng nâng cấp quan hệ song phương lên đối tác chiến lược toàn diện trong thời gian tới. Đây là một nước đi mà được cả hai nước đánh giá cao và tạo tiền đề giúp cả Việt Nam và Singapore phát triển hơn nữa trong tất cả các lĩnh vực như triển khai hiệu quả quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh, trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực chuyển đổi số. Video ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Bạn có suy nghĩ gì về video này hãy để lại ở dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.